Phần 2 Xuất Gia Sự tu tập cơ bản như cái chạc chống một cây chuối giúp buồn chuối nặng có thể lớn lên và chính đúng lúc mà không bị rụng xuống đất khi còn xanh. Bỏ lại sau lưng tất cả. Vào một ngày trời quang đẳng không một gợn mây, ngày trầm tháng 7 Asaha, khi đó mẹ kẻo 36 tuổi, cô quỳ trước chư tăng và các tu nữ ở quạt nông nông, và không hề luyến tiếc bỏ lại đằng sau tất cả những gì tạo nên cuộc sống trước đây của cô, tất cả những gì cô đã từng coi đó là mình. Với nghi lễ thanh bạch, cao đẹp của truyền thống ngàn năm, cô phát nguyện trở thành mê chi một tu nữ phật giáo thọ giới đúng pháp mẹ kẻo đến thiền viện vào buổi sáng sớm để bắt đầu sự gia nhập của mình cô chào các cô tu nữ trong thiền viện với nụ cười rung rung và cung kính ngồi xuống một bên cùng ăn với các cô tu nữ bữa cơm thanh đạm cuối cùng ước mơ bấy lâu của mẹ kẻo sống một cuộc đời cao quý thanh thản và không dướng bận đã trở thành hiện thực. Lần lượt, từng dấu hiệu phân biệt nhận dạng con người cũ của cô được xóa bỏ. Cô hồi hộp ngồi xổm cảnh giếng. Cổ ngảnh về phía trước. Trong khi cô ni trưởng, mê chi giang, khéo léo lượn đôi kéo cùng trên đầu cô, cắt đi từng mớ tóc đen, dài, đến khi chỉ còn lại chân tóc lởm chởm khi tóc chất đóng quanh chân mình cô bình thản nhìn xuống và quán chiếu về bản chất hư ảo của cơ thể con người tóc không phải là ta nó không phải của ta tóc cũng như các bộ phận khác của cơ thể chỉ là một phần của tự nhiên một phần của thế giới vật lý tự nhiên nó thuộc về thế gian không phải là ta xét theo mọi khía cạnh nó không quan trọng đối với việc ta là ai. Dùng một con dao cạo mỏng, mài sắc để dùng thường xuyên. Mẹ Chi Giang cạo theo thứ tự những vạt chân tóc sẫm màu để lộ ra da đầu láng bóng và đường cong của xương sọ. Mẹ kẻo đưa bàn tay sờ quanh lớp da đầu nhẵn thính của mình, mỉm cười, buông bỏ. Các cô tu nữ khác tiếu tích quay xung quanh và mặc cho cô bộ y trắng truyền thống của một me chi. Giấy quấn tròn buông thõng ở cẳng chân, áo rộng dừa, dài tay cài cúc cổ và một tấm khăn vải dài quàng qua nách bên tay phải và gấp gọn ghẽ qua vai trái. Dấu hiệu đặc trưng tỏ lòng thành kính trong đạo Phật. Mẹ kẽo của lại ba lần trước Ajan Campan vị cao tăng chủ trì buổi lễ xuất gia của cô cô chấp hai tay cầm nến hương và một bông hoa sen cô trở về nương tựa đức phật bút đâm saranam gatami cô trở về nương tựa pháp tinh hoa cao thượng của những lời dạy mà đức phật đã trao truyền Dhammam mâm saranam gatami và cô trở về nương tựa tăng hội chúng gồm các vị tăng và ni cao quý sangham saranam gacchami tiếp đó sau khi đã phát nguyện nghiêm túc và kỹ lưỡng quyết tâm vân giữ các điều học cô chính thức đọc những giới căn bản của một mechi trước mặt toàn thể tăng đoàn cô nguyện tránh xa việc làm hại các chúng sinh đang sống việc lấy của không cho việc hành dâm việc nói dối sử dụng chất say, ăn sau 12 giờ trưa, tham gia vào các hoạt động giải trí và trang điểm, dùng giường cao và chỗ ngồi đẹp. Khi me kẻo đọc xong điều học giới, Achan Kampan nhìn thẳng về phía cô và dạy cô nghe thật kỹ khi ngài giảng giải chi tiết mỗi một điều giới. Đối với tất cả các Phật tử, Quy y Phật, Pháp và Tăng – là hành động đầu tiên và cơ bản nhất trên con đường tiến tới giải thoát của Đức Phật. Đức Phật là một con người lý tưởng của sự hoàn hảo về tâm linh và là vị thầy chỉ ra con đường chân thật để đạt được sự hoàn hảo đó. Bằng việc trở về nương tựa Đức Phật, con nhận con người lý tưởng đó làm thầy của con. Con cũng nguyện không tầm cầu những người có tư tưởng tâm linh sai lệch. Pháp là con đường chân chánh dẫn đến sự hoàn hảo về tâm linh và là bản chất của sự thật hoàn hảo đó bằng việc trở về nương tựa pháp con lấy sự chân thật đó là mục đích của mình con cũng nguyện tránh đi những con đường khác và các lời dạy sai trái chư tăng là hiện thân của sự thật tinh túy đó ở trong những con người đang đi trên con đường đạt đến sự hoàn hảo về tâm linh bằng việc trở về nương tựa tăng con nhận cộng đồng những người con của đức phật như những người bảo vệ của mình con cũng nguyện tránh xa việc đồng hành với những người xuẩn ngốc và làm việc xấu xa bằng cách như vậy quy y ba ngôi báu là phật bảo pháp bảo và tăng bảo là việc cam kết theo những lý tưởng tâm linh đúng đắn cũng như những tiết chế cơ bản quy y tam bảo là nền tảng đưa đến sự giải thoát thực sự. Các điều học giới là để tạo điều kiện và định hướng cho việc đi trên con đường tiến tới sự giải thoát. Việc giữ những điều học giới đó thật cẩn thận, giúp tâm con không cảm thấy tội lỗi và hối hận, và có giá trị bảo vệ mạnh mẽ, tránh mọi nguy hiểm. Để bắt đầu, con không bao giờ được giết hại các chúng sinh khác, dù nhỏ thế nào hoặc không được sai khiến người khác giết hại hoặc áp bức chúng sinh khác mỗi một chúng sinh đều trân quý đời sống của chính mình vì thế con không được phá hủy giá trị tiềm tàng đó bằng cách chấm dứt sự sống mà một chúng sinh trân quý thay vào đó hãy để lòng bi mẫn đến tất cả mọi chúng sinh luôn đầy ấp tâm con con không bao giờ được ăn cắp đồ của người khác hoặc khuyến khích người khác làm vậy tất cả các chúng sinh đều yêu quý tài sản của mình thậm chí những vật trông không có giá trị gì lại rất đáng quý đối với chủ nhân của chúng do đó không được ăn trộm bất kể những gì thuộc về người khác hành động đó không chỉ làm mất đi tài sản mà còn làm hỏng tâm của con người do đó hãy để cho lòng từ thiện và tính hào phóng làm kim chỉ nam cho mình từ giờ còn phải kiên giữ không quan hệ tình dục, sống cuộc đời độc thân hoàn toàn. Năng lượng và sự đam mê tình dục phá hủy sự bình an của thân và tâm và đi ngược lại mục đích của đời sống tâm linh. Hãy để cho năng lượng của tình yêu trong sáng và lòng mộ đạo phát khởi thay vào đó. Còn phải tránh xa sự nói dối và luôn luôn nói thật, không bao giờ giả dối hoặc lừa gạt trong cả lời nói lẫn hành động. Nói dối là mất niềm tin và làm cho con người không tôn trọng nhau nữa. Hãy để cho sức mạnh của sự thật giải phóng tâm mình. Bốn giới sau cùng đưa ra nguyên tắc cho việc tu tập tâm linh, giúp tạo điều kiện làm thân an ổn và tâm trong sạch. Trong đó, con không được uống rượu bia hoặc bất kỳ thức gì gây say có thể làm loạn tâm và mất sáng suốt không được ăn thực phẩm rắn chắc sau giờ ngọ còn phải tránh xa việc hát múa và các loại hình giải trí khác và không được tự trang điểm bằng đồ nữ trang và hoa hoặc làm đẹp bằng nước hoa và son phấn còn phải tránh xa việc nằm trên giường cao có đệm mềm hoặc ngồi trên ghế được trang trí hoa văn có đệm êm với việc gìn giữ cẩn thận tám giới này con tạm thời đóng cửa cuộc sống gia đình và mở cánh cửa sổ tới con đường giải thoát hãy nhớ rằng mục đích chính của việc giữ giới này là luôn thể hiện các nguyên tắc giữ giới cơ bản trong mọi ý nghĩ lời nói và hành động nhờ vậy con có thể rèn luyện tâm để có thể cắt đứt những xiềng xích đang trói buộc con vào dòng sinh tử luân hồi này giữ giới không chỉ đặt dấu chấm hết cho những việc xấu ác mà còn làm tăng trưởng việc dung trồng những căn lành bằng việc kiềm chế tâm và đóng lại cánh cửa của hành động có hại dẫn đến đau đớn và sự thống khổ và bằng việc thúc đẩy sự thanh lọc tâm và hành động dẫn đến giải thoát những điều học giới này tạo nền tảng cơ bản cho mọi thực hành theo Phật giáo. Do vậy, chúng làm nền tảng cho tất cả nội quy kỷ luật ở thiền diện chùa chiền con hãy luôn nhớ rằng những điều học giới này là một phần của con đường dẫn đến giải thoát tâm linh do đó hãy chuyên cần gìn giữ giới luật với sự trân quý và tôn trọng đáng có sau khi đã tạo sự hứng khởi cho giới tử và khích lệ cô bằng mục tiêu của việc giữ giới Achan Kampan tụng kinh theo đúng thể thức thiêng liêng của lễ thọ giới khẳng định vị trí mới của cô một me chi đã thọ giới tròn đủ đến đó me chi kẻo cuối cùng đã thực hiện được hoài bảo cả đời của mình Tôi đã chịu đựng nhiều vất vả để thử thách quyết tâm của tôi. Tôi nhịn ăn trong nhiều ngày. Tôi quyết không nằm xuống để ngủ nhiều đêm. Sức chịu đựng trở thành thực phẩm nuôi dưỡng tâm tôi và sự cần cù làm gối đỡ cho đầu tôi nghỉ ngơi. Tìm lại kho báu đã mất. Mẹ chi kẻo rút khỏi cuộc sống thế gian và bước vào thế giới tâm linh ở trong thiền diện. Mặc dầu ước mơ của cô đã đạt được, nhưng công việc của cô mới chỉ bắt đầu. Các cô tu nữ sống ở khu vực riêng của thiền viện, tách biệt khỏi khu của chư Tăng bằng một rặng tre rậm rạp cao um tùm. Ở đây, mẹ chi kẻo được cấp một cái trò nhỏ xinh mới tin đến nỗi mà sàn và tường tre vẫn còn xanh và bóng và mái cỏ còn dày và khít. Mẹ chi giang là tu nữ lớn hạ nhất trong thiền viện sáu năm về trước Chi Kẹo đã chứng kiến cô mechi giang trang nghiêm phát nguyện trong chính thiền viện này và cô luôn kính trọng và ngưỡng mộ mechi giang như là một người bạn gần gũi của gia đình và như một tu nữ thành tâm và cống hiến trọn đời cô là tấm gương khích lệ cho các tu nữ trẻ tuổi hơn cùng với mechi Yin, người xuất gia ngay sau mình. Mẹ Chị Giang đảm bảo để nhóm nhỏ tu nữ ở hoạt nông nông luôn gắn bó và sống hài hòa với nhau. Mẹ Chị Kẹo bắt đầu cuộc sống mới của mình bằng việc bước vào nhịp điệu yên lặng của ngày mới đầu tiên. Cô dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày và rửa trôi giấc ngủ khỏi mặt bằng đôi tay chứa đầy nước lạnh. Sau đó, cô thắp nến trong lòng và bước xuống đoạn đường để thiền hành bên cạnh tròi của mình để bắt đầu tu tập. Lặng lẽ lặp đi lặp lại. Bút, đô, bút, đô. Trong mỗi cặp bước của đôi bàn chân, cô thu thúc giác quan của mình vào trong và chú tâm cho đến khi cô thấy hoàn toàn tỉnh táo và sảng khoái để tiếp tục hành thiền trong tư thế ngồi. Ngồi yên và lưng thẳng cô duy trì sự tập trung an bình và tĩnh lặng cho đến rạng sáng tiếp đó cô đi nhanh tới xã la chính để cùng chư tăng và các cô tu nữ tụng kinh sáng khi giọng tụng kinh mềm mại lắng xuống kết thúc các sư và các tu nữ vẫn ngồi lại yên lặng quán tưởng trong vài phút sau đó các cô tu nữ cùng đi ra bếp ngoài trời để nấu cơm và chuẩn bị các món đơn giản để góp cùng vào thức ăn cúng dường mà các sư nhận được từ việc đi khất thực hàng sáng mẹ chị kẻo vui vẻ tham gia giúp nấu nướng rồi cùng các tu nữ ăn bữa cơm hàng ngày cũng giống các sư các cô tu nữ chỉ ăn mỗi ngày một bữa một việc phù hợp với lối sống thiện tập của họ ăn ít lần hơn và số lượng ít hơn làm cho việc hành thiện trở nên nhẹ nhõm hơn ăn nhiều quá làm các giác quan lờ đờ và kém nhạy bén. Sự tham ăn và luôn nghĩ đến thức ăn có thể là thuốc độc ngấm ngầm hại tâm. Khi việc nấu nướng, rửa dọn kết thúc, các tu nữ tập trung chú ý hoàn toàn vào việc hành thiền, thoải mái trong thân và tâm, không lo lắng về thức ăn cho đến hết phần còn lại của ngày. Làm các công việc đơn giản cần thiết như nấu nướng, dọn dẹp các tu nữ giúp giữ gìn đời sống thuận tiện cho cả thiền viện. Tỉnh giác và điềm tĩnh. Chiều chiều, các cô lại rời chỗ ở của mình, lấy trỗi cán dài bệnh bằng những sợi tre mềm mại và quét sạch khu vực xung quanh mỗi chòi và những đoạn đường uống lượng nối quanh khu ở của các tu nữ. Sau đó, các tu nữ lao bụi và quét khu bếp, xếp nồi son bát đĩa gọn gàng và nhớ ngâm gạo vào nước qua đêm. Các tu nữ tắm và giặt vũ lặng lẽ bên cạnh giếng. Trong giờ nhóm họp buổi chiều tối, các tu nữ cùng nhau đi tới xã La Chính để tụng kinh tối cùng chư Tăng. Vì khi hết thời tụng kinh thì trời đã tối, các tu nữ dùng nến chân dài để soi đường về chỗ ở của mình, rồi tiếp tục hành thiền đến đêm khuya một mình tập luyện trong chiếc tròi nhỏ, mẹ chị kẻo cứ thay đổi giữa đi thiền và ngồi thiền. Cố gắng khôi phục lại kỹ năng thành thạo để vào định sâu. Cô không hành thiền quy củ từ khi A-cha-mun trời làng 20 năm trước. Và sự khó khăn gian khổ của cuộc sống riêng và gia đình đã phân tán tâm cô với những lo toan nhỏ nhặt không bao giờ hết tuy vậy điều đó cũng dạy cho cô biết giá trị của sự nỗ lực do đó cô quyết tâm và hành thiền như thể làm việc ngoài đồng thản nhiên cày ruộng hết đường cày này đến đường cày khác hết câu niệm bút đô này đến câu niệm bút đô khác cô luôn biết phải làm việc bền bỉ và nhẫn nại thế nào đó là những đức tính cô có thể trông cậy được một khi cô đã chắc chắn bỏ cuộc sống thế gian lại phía sau gồm tâm chú ý vào sự đơn giản mộc mạc của các nhiệm vụ trước mặt cô nhanh chóng tiến bộ trên con đường đạo mà phần lớn mọi người đều sợ hãi trong những bước đầu tiên ngồi thiền xung quanh là sự tĩnh lặng của đêm khuya thân và tâm cô đột nhiên rơi xuống như thể rơi từ mỏm đá cao hoặc rơi xuống giếng và tất cả tan biến vào trong sự tĩnh lặng tuyệt đối không còn gì được ghi nhận trong nhận biết ngoài chính sự tỉnh giác đó. Sự tỉnh giác tràn ngập với sự có mặt của cái biết sâu sắc và mạnh mẽ, đến mức nó hoàn toàn vượt trội khỏi thân và tâm. Trải nghiệm này diễn ra chỉ trong khoảng khắc ngắn, một khoảng khắc của sự bình an tuyệt đối. Khi ra khỏi trạng thái đó, tâm cô trở nên sáng rỡ và sắc bén. Cô biết rằng cuối cùng cô đã lấy lại được kho báu đã mất từ từ ra khỏi trạng thái thiền định sau đó cô thấy một cảnh kỳ lạ không quen thuộc mở ra trong tâm mình như vừa tỉnh giữa một giấc mơ dường như không biết từ đâu hiện ra hình ảnh một người đàn ông giống ma không đầu trôi từ từ trong cái nhìn của cô nhìn một cách sợ hãi mẹ chị kẻo thấy người ma không đầu này có một con mắt rực lửa ở chính giữa ngực của nó một hình cầu đỏ trực nhìn thẳng vào cô với vẻ đe dọa dữ tợn. Cảm thấy sợ hãi và bất ngờ, cô nghĩ đến việc chạy trốn. Khi định tâm của cô bị dao động, sự sợ hãi và cho dự tăng lên. Cùng với nỗi sợ hãi đang gia tăng, con ma hiện hình ghê rợn đó lớn lên cả về kích cỡ lẫn cường độ. Như được bồi bổ bằng năng lượng tiêu cực của nỗi sợ hãi. Quảng loạn bao trùm tâm cô, rồi bỗng nhiên, cô nhớ đến Achaman và lời khuyên của Ngài đừng bao giờ lẫn tránh sự sợ hãi mà luôn phải đối mặt với nó bằng chánh niệm và tỉnh giác. Với sự nhắc nhở như vậy, sự nhận biết rõ ràng tự khởi sinh trở lại đưa tâm cô trở về kiên cố với giây phút hiện tại. Khoảng khắc cảm nhận thuần túy và thanh tịnh, hướng sự chú ý vào cảm giác căng thẳng của nỗi sợ hãi trong tâm và không chú ý tới con ma không đầu giúp trạng thái tinh thần của cô được ổn định lại và sự sợ hãi lui dần rồi mất hẳn nhờ vậy hình ảnh kê rợn mờ dần đi rồi biến mất một cách đơn giản trút ra khỏi trạng thái thiền định và trở lại với tâm thức bình thường mẹ chị kẻo suy nghĩ về sự nguy hiểm của nỗi sợ hãi cô trực nhận rằng chính sự sợ hãi mới nguy hiểm thật sự chứ không phải là hình ảnh gây ra sự sợ hãi những hình ảnh thấy được khi hành thiền chỉ là những hiện tượng của tâm không có năng lực nội tại để làm hại thân hoặc tâm của ai những hình ảnh đó mang tính trung lập và tự thân chúng không mang một ý nghĩa cụ thể nào sự diễn giải của tâm về các hình ảnh đó mới là điểm mấu chốt và là nguồn gốc của nguy hiểm việc diễn giải gây nên phản ứng sợ hãi và ghê rợn đó là những cảm xúc độc hại và tiêu cực làm tâm mất ổn định đe dọa sự cân bằng và làm nguy hại đến sự lành mạnh của tâm việc tập trung chú ý vào những khía cạnh ghê sợ của một số hình ảnh tự thổi phòng phản ứng trong cảm xúc một cách tiêu cực và làm tăng sự nguy hiểm việc không chú ý tới hình ảnh đó mà tập trung vào chính sự sợ hãi đưa sự sợ hãi trở về giây phút hiện tại hoàn toàn vững chắc. Khi đó, nỗi sợ hãi và hình ảnh đáng sợ đó không thể cùng tồn tại. Mẹ chi kẹo lúc đó bằng sự hiểu biết rõ ràng nhận ra rằng chỉ có sự sợ hãi không được kiềm chế mới có thể làm hại cô trong lúc hành thiền. Cách hành thiền mà ngài a đã dạy cô dễ bị hiểu nhầm là đơn giản và việc lặp đi lặp lại có dần điệu từ đô có vẻ dễ dàng nhưng phải vô cùng nỗ lực mới có thể chú tâm cho một đối tượng duy nhất. Sau bao nhiêu năm không thực hành, làm cho việc hành thiền của cô ban đầu trở nên vô cùng khó khăn. Cô cảm thấy thân và tâm của cô không đồng nhất. Như thể chúng lôi kéo ngược chiều nhau. Tâm cần một cái, thân muốn cái khác, tâm muốn cái này thân cần cái kia sự không hài hòa ngự trị ăn nhiều quá gây ra lờ đờ ăn ít quá làm tăng những suy nghĩ lung tung cô suy nghĩ làm sao để cân bằng giữa ăn và ngủ đi và ngồi sinh hoạt với cộng đồng và sống một mình cô băn khoăn làm thế nào có thể duy trì tập trung tỉnh giác sắc bén mỗi khi thay đổi hoạt động và khi tình huống mới xảy ra trong suốt cả ngày Mẹ chi kẻo thử nhịn đói, không ăn liền suốt vài ngày một lần, nhưng cô phát hiện ra rằng thiếu thức ăn làm cô thấy tinh thần chậm chạp, lờ đờ và dễ bị thay đổi tâm trạng, suy nghĩ thất thường, như thể dòng năng lượng tâm linh của cô phần nào bị thui chột. Sự cản trở vi tế đó làm cô bớt hứng thú trong việc tăng cường hành thiền. Cô biết rằng nhiều vị sư đệ tử của A chan Mang thấy việc nhịn ăn là một công cụ quý báu để đưa sự phát triển tâm linh của họ tăng trưởng các sư thường kham nhẫn với cơn đói vì sự nhịn đói tăng cường sự tỉnh táo tinh thần làm tâm trở nên rõ nét và độ tập trung sắc bén nhưng tâm của ma chi kẻo không đáp ứng tích cực với biện pháp này do đó cuối cùng cô kết luận rằng việc nhịn ăn không phù hợp với tính cách của cô Tuy nhiên, nhịn ngủ lại là một chuyện khác. Mẹ Chi Kẹo đã hành thiền gần hết tháng thứ hai của mùa an cư của cô ở ba tư thế: ngồi, đứng và đi, mà không bao giờ nằm. Cô bắt đầu cách thiền ngồi như một thử nghiệm mới khác, nỗ lực tìm một cách tu tập tăng tốc việc hành thiền để phát huy những thế mạnh tự nhiên của cô. Cô phát hiện ra rằng hạn chế ngủ làm tâm của cô rất sáng suốt và sắc bén, bình an và thanh tịnh, tỉnh thức và nhạy bén, đến mức cô thực hành liên tục 21 ngày không hề nằm xuống. Với mỗi ngày không ngủ, mức độ thiền của cô sâu dần và cô vẫn tin hơn. Các căn tâm linh sắc bén dần làm cô trở nên dũng cảm và táo bạo, rất phù hợp với bản tính thích phiêu lưu và rắn rỏi của cô. Những cảnh không bình thường xuất hiện nhiều hơn trước. Cũng trở nên đặc biệt hơn Có những lúc cô thấy trước Các sự việc xảy ra trong tương lai Hoặc nhìn được các cõi giới vô hình Có khi thì nhận ra sự thật uyên thâm Trong giáo pháp của Đức Phật Một đêm khi ra khỏi trạng thái định sâu Mẹ chị kẻo thấy hình ảnh thân cô Không còn sống Nằm dắt qua khung cửi hiện ra lù lù Ở vào giai đoạn trước của quá trình thối rửa thầy chết trương phình và đổi màu, da nứt và chảy mũ, dòi lúc nhúc, bóng nhạy và béo tốt, ăn ngấu nghiến thịt đang thối rửa. Sự thật sinh động của hình ảnh đó làm cô sửng sốt và sợ hãi. Bỗng nhiên, cô cảm thấy như có a chan măng hiện diện đằng sau cô, nhìn vào cái cảnh kỳ cục này qua vai cô. Chậm rãi, khoan thai, ngài nhắc cô rằng chết là kết quả tự nhiên của sự sinh. Tất cả chúng sinh sinh ra trong thế gian này đều chết cả. Thân của họ hoại đi và trở về với những yếu tố tự nhiên của chúng theo một cách giống hệt nhau. Thật sự, tất cả mọi vật trong vũ trụ đều không tồn tại mãi mãi và chúng luôn luôn biến đổi. Mọi vật đều tan rã và biến mất. Mặc dù cái chết luôn kề cận chúng ta, chúng ta ít khi suy ngẫm về nó a măng liền hướng dẫn cô phải bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc về sự sinh